Dạ, con kính thỉnh xin chứng kiến dịch khác chúng con ạ. Rồi, sao thức, sao thức. Dạ, con Alo. sạc. Dạ. Alo no dharma bang durogam ya chen ma ja ba di chen da ja ba di tiya chin chen bo mya a thau na mi da gan da dukkha kha tai nyin ya phit de nibban sui yu myet do ya nai de yau nai de durogam ya phit ja ba di. Điều đầu tiên, Ngài chúc cho tất cả quý Phật tử, quý hành giả luôn luôn có thân tâm an lạc và chúc cho quý vị tu tập tinh tấn dễ dàng chứng đắc được thánh đạo, thánh quả và niết bàn. Chị đừng ở đây mà bao nhiêu đồ con nữa à, kêu bị mẹ theo con gì đi để cứu cả, ship bẹ khí thế luôn, kêu gì mà đấy. Và chiều ngày hôm nay Ngài sẽ giảng chúng ta một cái bài pháp với cái đề tài là sự vận hành của sanh diệt, sự trôi lăn của sự sanh diệt. Tăng đó khi sau này đi để bồ đề mình làm việc biết để sửa để bảo vệ của sẽ cả đoạn đi chạy vào đây. Vậy sự trôi lăn của sự sanh diệt là ý nói đến cái gì? Là nói đến cái vòng sinh tử của chúng ta, tất cả chúng ta từ kiếp này qua kiếp khác, từ đời này qua đời khác, cũng chỉ là sự quẩn quanh của sự sanh lên và diệt đi. Sự trôi lăn liên tục như vậy, sự sanh diệt liên tục như vậy. Ấy được phi biệt khi để phi bắt đầu đoạn đi ra đó là suy tantra mà away ra này tantra suy để mula là nó mang cái chi khăn bị rồi tantra sẽ đi ra phi bà đấy. Cái lý do tại sao mà chúng ta phải trôi lăn sinh tử, phải quẩn quanh trong ba cõi như vậy? Bởi vì chúng ta bị điều khiển bởi hai yếu tố, hai gốc rễ, đó chính là vô minh và tham ái. Ở nơi tâm của chúng ta luôn luôn bị che đậy bởi vô minh. Sự che đậy của vô minh chính là gì? Chính là sự không thấy ra đúng về tứ diệu đế, không thấy đúng tứ diệu đế, không thấy ra tứ diệu đế. Rồi sự thật về tứ diệu đế chúng ta không thấy được, nhưng mà những thứ không phải là sự thật, không phải là tứ diệu đế thì chúng ta lại thấy. Đó là gì? Vô minh nó ngăn chặn cái con đường tiến tới của chúng ta. Và thứ hai là gì? Chúng ta luôn luôn làm nô lệ cho tham ái. Chúng ta sống luôn luôn trong cái cuộc tử sinh này, chúng ta sống luôn luôn bị sai sử, bị sai khiến bởi tham ái. Nào là muốn ăn, muốn uống, đi chơi, ngủ nghỉ, tất cả mọi thứ mong muốn rằng tất cả cái muốn đều bị xúi dục bởi tham ái. Rồi bà dùng nếu để cáo na suy chạy về mà cáo na suy mà chạy vú anh em mà lấy cáo na suy chạy về mà cáo na suy mà chạy vú anh em mà lấy cáo na suy chạy về mà cáo gì mà chạy vú sao thì anh em mà lấy cáo na lấy suy chạy vào đấy mà cáo vú suy mà chạy vào khi nào cô này đuổi thi để nhà đi mà lấy cáo na suy chạy về mà cáo na suy mà chạy vú suy đấy. Rồi chúng ta luôn luôn bị sai khiến bởi sáu năm trần cảnh, năm dục. Ví dụ mắt thấy cảnh sắc hài lòng hay là không hài lòng, cái tâm hài lòng sanh lên hay là cái tâm không hài lòng sẽ sanh lên. Rồi tai nghe âm thanh hài lòng không hài lòng, mũi ngửi hương hài lòng không hài lòng, lưỡi nếm vị hài lòng không hài lòng. Thân xúc chạm hài lòng không hài lòng, cứ như vậy chúng ta sống trong cái hài lòng và không hài lòng, cái thích và cái ghét, bị xúi dục bởi cái thích cái ghét đó, chìm đắm trong cái thích và cái ghét đó. Tất nhiên thì bây giờ yết đi bao lâu bị phe phe cái này bao lâu bị phe phe âm nhạc của mình phe lưu sĩ ấy bây giờ sẽ lên sinh đến đi vào lấy mấy thu du vào bên thì ở với gia này tình hòa vũ thì nói rằng hai gốc rễ,
hai gốc rễ chính là cái cội nguồn cho cuộc tử sinh luân hồi của chúng ta, đó chính là vô minh và tham ái. Cũng vậy, Ngài đưa ra một cái ví dụ rằng giống như là một cái cây cổ thụ. Nếu mà chúng ta chỉ bứt lá hay là chúng ta chặt nhánh thôi thì nó sao? Thì nó không thể, thì cái cây đó chết không? Không. Cái cây, nếu mà cái nhánh đó bị chặt đi hay là cái lá đó bị nhổ, bị hái đi, bị lật đi, thì cái gốc rễ chưa tiêu diệt được ấy, thì một ngày nào đó cái cây cổ thụ đó vẫn tiếp tục vẫn tiếp tục cho lá, vẫn tiếp tục ra nhánh, bởi vì chúng ta không tiêu diệt được cái gốc rễ. Cũng vậy, cái cuộc trâu lăng sinh tử này, nếu mà chúng ta không loại bỏ được vô minh và tham ái, vô minh và tham ái chính là hai cái gốc rễ. Nếu mà chúng ta không diệt được vô minh và tham ái thì sao? Thì chúng ta cũng không thể nào thoát được sinh tử, chúng ta cứ tiếp tục tử sinh luân hồi, cũng giống như là cây cổ thụ, chúng ta không triệt được gốc của nó thì sao? Thì không thể nào mà chúng ta thì cây cổ thụ đó vẫn tiếp tục ra nhánh, ra lá bình thường. Bí bí rồi nè, xin mà lấy về. Tất cả số ra khai gì là tôi để đủ nè ra, nghe ra mới đủ nè vào đấy. Tất cả số ra biết để lưu mới xí vào u. Và Ngài nói rằng tham ái không bao giờ là biết đủ. Cái lòng ham muốn của chúng ta không bao giờ biết đủ, càng muốn thì càng muốn nữa, càng có thêm nữa, cứ như vậy, nó là vô đáy. Lòng tham vô đáy, ham thích vô đáy, sự đam mê là vô đáy. Ấy lù, bà hoa năng đã xe xe phía nì lệ chì mà bè bà hoa mà phía phía rồi trong vòng trôi lăng sinh tử này, chúng ta phải nhớ rằng cái cuộc tử sinh này nó là cái cuộc tử sinh của sự vô thường, luôn luôn biến đổi, luôn luôn sanh lên và diệt đi. Vì vậy không có cái nào gọi là không chia ly cả. Cho dù chúng ta có thân thiết như nào hay là cho dù chúng ta có tử sinh gắn bó bao nhiêu đi nữa thì rồi cũng phải chia ly, xa cách. Bởi vì sao? Bởi vì đó, bởi vì chúng ta sống trong một sự vô thường biến đổi. Và bất kỳ cuộc tử sinh luân hồi nào, bất kỳ các cuộc trôi lăng sinh tử lúc nào, chúng ta cũng phải sống trong cái gì? Sống trong cái sự thật của già, bệnh và chết. Bất kỳ kiếp sống nào, chúng ta cũng phải trải qua cái già, cái bệnh và cái chết. Rồi chúng ta nghĩ rằng sự nghiệp, gia đình, thân quyến, tài sản, quyền lực, quyền hành, mình nghĩ rằng đó là cái sự nương tựa của mình. Ngài nói rằng không phải đâu. Trong cuộc tử sinh thì tất nhiên chúng ta hiểu rồi, thì một ngày nào đó chúng ta cũng phải giả từ bỏ tất cả. Chúng ta không bao giờ níu kéo, chúng ta không bao giờ cầm nắm được những cái thứ như là tài sản, tiền tài, vật chất, sự nghiệp, danh vọng, quyền lực, thân quyến, tất cả phải bỏ lại trong một cuộc tử sinh. Cũng vậy, Ngài nói rằng khi mắt chúng ta thấy cảnh sắc, khi tai chúng ta nghe âm thanh, mùi người hương lưỡi liếm vị thân xúc chạm, tất cả mọi thứ là gì? Sự vận hành của sự sanh lên và diệt đi. Nó chỉ là cái pháp của sankhara, luôn luôn biến đổi, sanh lên và diệt đi, không bao giờ nắm giữ được. Nếu mà chúng ta vẫn còn sống thì chúng ta hãy liên tưởng rằng, chúng ta hãy suy ngẫm, hãy tâm niệm rằng một ngày nào đó mình phải già, một ngày nào đó mình phải bệnh, một ngày nào đó mình phải chết. Khi mình hiểu ra được những điều như vậy thì mình sẽ cảm thấy kinh cảm để mình cố gắng hơn, nỗ lực hơn trong cái sự tu tập. Anapana ma ba phi phi, ayu nga ba ma ba phi, ayu nga ba ma ba phi phi. Tui ra đi mà thamya, khana phi lai, khana phi lai, khana phi lai phi lai de,
Và Ngài nói rằng ví dụ như là anapana, hơi thở vào, hơi thở ra, hay là năm cảnh trần, mắt thấy cảnh sắc, tai nghe âm thanh, mũi hương lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, thì nói rằng tất cả mọi thứ đều nằm trong cái sự sanh lên và diệt đi. Nó luôn luôn là cái mới, nó sanh rồi nó diệt, rồi cái nó sanh và nó diệt, nó luôn từ cái mới sanh lên và nó diệt, như vậy liên tục như vậy. Chúng ta phải hiểu ra như vậy. Cũng vậy, chúng ta tu tập thiền Vipassana là để làm gì? Để chúng ta thấy ra bản chất vô thường sanh diệt của danh pháp và sắc pháp, thấy ra cái tiến trình nhân quả của danh pháp và sắc pháp, thấy ra mọi thứ là sự biến đổi, sự sanh lên và diệt đi. Đó là cái thấy của thiền Vipassana mà chúng ta cần phải thấy cho được. Cái đó là cái thấy của trí tuệ, cái thấy của trí tuệ thiền tuệ, sự sanh lên và diệt đi của danh pháp sắc pháp, sự sanh diệt của danh pháp sắc pháp, tiến trình nhân quả của danh pháp sắc pháp. Mimi ro khana ko ma phit pyet ni de taya ri ko mimi ro shu ma yin ne nyan da myin twa me so yin phit pyet de a long chou chin ya phit de nibban wo yak ma phit par de. Cũng vậy, ở nơi thân tâm của chúng ta, ở nơi danh sắc của chúng ta luôn luôn là sự sanh lên và diệt đi. Danh sắc pháp sanh diệt, danh pháp sanh diệt. Khi mà chúng ta thấy ra đúng bản chất sanh và diệt đó bằng cái trí tuệ của thiền tuệ, thì nghĩa rằng khi mà chúng ta thấy ra bằng cái trí tuệ của thiền tuệ thì đó chính là gì? Chúng ta thấy được là chúng ta đang có cơ hội để đến để thành tựu được niết bàn. Nên nghe biểu biểu đi. Bà thà sa yà, ta niêu lê tì rè, yào gia lê tì rè, mi bà nà bà lê tì rè, mong lê tì rè, ai chì mà tu tó gà yào đi bà rè. Thì Ngài có kể một câu chuyện vào thời Đức Phật, có một cô thiếu nữ tên là Badachari. Thì cô Badachari này, cô ta trải qua một cái cuộc sống rất là kinh khủng. Chồng cô ta chết, hai đứa con của cô ta chết, cha mẹ của cô ta chết. Cô ta trải qua một cái cuộc sống là người thân đều chết. Khi mà cái cô thiếu nữ này trải qua những cái cuộc sống kinh hoàng như vậy, gia đình thân quyến đều chết hết như vậy, thì cô thiếu nữ Badachari này mới động, bị tâm bị động dẫn đến gì, điên loạn. Bởi vì khi điên loạn như vậy mà cô ta trần truồng đi lang thang ngoài đường xó chợ như vậy. Cũng vậy, trong lúc mà cô ta đi lang thang ngoài đường như vậy thì Đức Phật thuyết pháp trong hội chúng. Thì khi Đức Phật thuyết pháp như vậy thì cô ta đến gần hội chúng đó, lắng không biết sao mà cô ta đi sao mà lạc vào hội chúng mà ngay lúc mà Đức Phật đang thuyết pháp. Tu ủa mà bà đây khana cô cô bây giờ chia ra xem mà biết luôn anh yêu ta đi học cả tập về bây giờ bà khai thác à bà đây. Cô ta mặc trần truồng như vậy đi vào hội chúng như vậy thì rất là kỳ. Vì vậy mà ở bên cạnh đó có một nam cư sĩ có một cái khăn tròn rất là lớn và quăng cho cô ta để cô ta tròn vào cơ thể. Và Đức Phật ngài mới dạy ngài từ đó, trong lúc đó Đức Phật thuyết pháp và Đức Phật bảo rằng này thiếu nữ Badachari, con hãy thiết lập chánh niệm, con hãy sống chánh niệm. Ấy chỉ mà tadi ya bi lo mya swa phaya u tya u na cha do ba le na cha bi le nao pada sa ya lu gao a pe bian phit bi lo nao song yottama nan dhamma ri a phit pye ko myin bi lo yanta thi ma thi yak do ba le. Và sau đó cô ta tỉnh táo hơn thì bắt đầu Đức Phật thuyết pháp và cuối cùng cô ta quán cái sự sanh lên và diệt đi của danh pháp và sắc pháp, từ đó trí tuệ sanh khởi, cô ta chứng được thánh đạo thánh quả. Cũng vậy, bây giờ chúng ta là những hành giả tu tập thiền Vipassana, chúng ta đang làm gì? Chúng ta đang quán cái sự sanh lên và diệt đi của danh pháp sắc pháp, chúng ta thiết lập cái đời sống chánh niệm để thấy ra bản chất sanh lên và diệt đi của danh pháp và sắc pháp.
Nghe Đức Phật này dạy rằng ai sống cả trăm năm không thấy pháp sanh diệt và thua người sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Vậy pháp sanh diệt đó chính là gì? Pháp sanh diệt đó chính là sự sanh lên và diệt đi của danh pháp, của sắc pháp. Có vậy khi một hành giả tu tập thiền Vipassana, ngay cả hơi thở vào hơi thở ra thì hành giả đó nếu mà thiết lập đời sống chánh niệm cũng sẽ thấy ra sự sanh lên và diệt đi của danh pháp và sắc pháp. Và ngay cả cái việc đi đứng nằm ngồi tứ oai nghi, nếu mà chúng ta thiết lập cái đời sống chánh niệm thì chúng ta cũng thấy ra gì, cái bản chất sanh lên và diệt đi của danh pháp và sắc pháp. Cô mua gia đi phía tây này về phía biển miền mà bà quỳ ra nà đi phía tây này về phía biển miền mà bà xây đi phía tây này về phía biển miền mà bà ai cũng đuổi đó là đi miền tây này về phía biển địa của miền mà bà. Cũng vậy ngài nói rằng cái cử chỉ hành động của chúng ta cũng để thiết lập chánh niệm để chúng ta thấy ra sự sanh lên và diệt đi, rồi cảm thọ cũng có bản chất sanh lên và diệt đi. Nếu mà chúng ta thiết lập chánh niệm thì chúng ta cũng thấy được sự sanh lên và diệt đi, hay là tâm cũng chúng ta cũng sanh lên và diệt đi, chúng ta cũng có thể chánh niệm để thấy ra sự sanh lên và diệt đi. Hay yếu này phi biệt địa đi của ta cô siêu quân này để cái miếng là cái mà đây miếng là cái mà suy thì khả năng của yếu lâu lâu yếu mong là bao lâu mới thu khả năng của lâm nhập đến nhà của lâm nhập đến nơi bao của cũng vậy, nếu mà chúng ta thiết lập đời sống chánh niệm liên tục, chúng ta quán chiếu thân tâm của chúng ta thiết lập một sự chánh niệm cứ liên tục như vậy thì chúng ta sẽ thấy ra sự sanh lên và diệt đi, sự sanh diệt của danh pháp và sắc pháp liên tục như vậy, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ cảm thấy kinh cảm, cảm thấy nhàm chán cái sinh mạng này, nhàm chán cái cuộc trôi lăn này. Như vậy, khi mà chúng ta có cái sự nhàm chán như vậy thì từ từ thì chúng ta dễ dàng đạt được cái sự thành tựu trong pháp hành. Phía xin khu rộng nhạc là Pháy Đếp Bàn Dù Gà Đi Mà Phí Nà Rì Khán Sá Bì Yô Thì Yà Nhà Đò Lê Bê Nhà Bê Đà Mìa Lù Bê Đà Mìa Lù Gù Phí Bê Tên Khá Rà Đi Yà Rì Gù Mà Mê Chà Bà Nè Lù Phía xin khu rộng nhạc Mà Chà Rò Mù Bà Lê. Và cũng vậy, ngài nói rằng là khi mà Đức Phật sắp tịch diệt Niết Bàn thì Đức Phật cũng khuyên tất cả các tỳ kheo rằng tất cả mọi thứ là vô thường, luôn luôn sanh lên và diệt đi. Đức Phật luôn khuyên bảo như vậy. Đức Phật khuyên bảo như vậy. Hãy tinh tấn, đừng nên diễn ngươi. Bởi vì mọi thứ hành đều bản chất sanh lên và diệt đi. Đức Phật khuyên như vậy. Yêu nên phi biệt đi cô ta miền đi về xử lý gì cô toái toái lao khí bao bà đấy cái gì âm thực bây giờ đi về xử lý nó khí mà bao bà vu cái là cho phi biệt của miền này bao cô đi chú sa sa để toái mà xử lý khí bao này mà đấy luôn bây giờ mù vu vậy. Và ngày mà Ha Bồ Đề ngài có dạy rằng nếu một hành giả tu tập thấy ra cái sự sanh lên và diệt đi của danh pháp sắc pháp, nếu người đó cứ tinh tấn tu tập liên tiếp ấy, thì chắc thì người đó sẽ đạt được cái sự thành tựu trong pháp hành. Còn nếu người nào mà thấy được sự sanh lên và diệt đi của danh pháp và sắc pháp nhưng mà lại không chịu tinh tấn dừng lại ấy, thì cũng không thể nào thấy được cái cuối con đường của pháp hành là thánh đạo thánh quả đó. Phật Minh Sư nói vậy là vì phi biệt niệm bồ đề về vì mình mà đi ra anapana na vipya mà về phi biệt của vậy đó mình ông chú ra vào luôn. Và ngài Ma Ha Bồ Đề ngài nói rằng đầu tiên chúng ta cần nên thiết lập cái sự chánh niệm ở điểm xúc chạm để nhận biết cái sự sanh lên và diệt đi của hơi thở, của chất gió di chuyển vào, chất gió di chuyển ra. Và ngài Ma Ha Bồ Đề ngài dạy như vậy, điều đầu tiên chúng ta cần nên thiết lập cái sự chánh niệm ở hơi thở vào thở ra để thấy sự sanh lên và diệt đi của
của hơi thở vào, hơi thở ra. Và ngài Mahabodhi ngài nói rằng ngài nói rằng lúc mà mỗi ngày ấy, ngay cả lúc mà ngài hai cái tay chạm vào nhau này, ngài cũng quán sự sanh lên và diệt đi của chúng hàng ngày như vậy. Ngài cũng thấy ra được sự sanh lên và diệt đi, chỉ cần hai ngón cái và ngón trỏ chạm vào nhau. Và ngài cũng khuyên chúng ta rằng chúng ta trước khi chúng ta đầu tiên chúng ta thiết lập có được cái sự định tâm, sau khi có được cái sự định tâm rồi chúng ta phát triển cái đời sống chánh niệm. Khi chúng ta có đời sống chánh niệm thì chúng ta sẽ thấy ra được sự sanh lên và diệt đi. Và ngài khuyên chúng ta hãy cố gắng tu tập để thấy được cái sự sanh và diệt của danh pháp và sắc pháp. Nhà bên mấy bà bố đến ngang tông để đề bên đi bà này xong là để thay bên xa bà này mẹ đề này xong ngang trực bì lý dạ gà nít tài đầy mấy bật mà ná mà đi chú ra tòa đấy em đòi đòi bà bà này thì nhà mấy của nó nhà mấy thay và ngài nói rằng ngài Mahabodhi á, ngài Mahabodhi đã trải qua 45 năm tinh tấn, ngài chỉ mặc tam y ăn trong bát, ăn một ngày một buổi, ăn một ngày một lần thôi, và ngài ngủ ngồi và ngài luôn luôn tinh tấn tu tập miên mật miên trường như vậy. Và ngài Mahabodhi trải qua 45 năm và ngài sống từ khu rừng này qua khu rừng khác, có nghĩa rằng ngài di chuyển từ khu rừng này qua khu rừng khác gồm có 25 nơi, 25 khu rừng, ngài đã trải qua 25 khu rừng để mà ngài tu tập. Thế là mấy bà đấy, anh ấy có gì mà bồ đà ba chẳng lẽ sự đó, vị bát thân này chú bà, vị bát thân này chú à, nhìn như là lấy mấy bà vu, ta đi à lấy mấy đi bà đấy, ta được cả cái đi lấy mấy bà đấy, nhìn mấy gì mấy cái đi, ta đi mà mấy, chỉ nhìn đi thì lấy đi bà đấy, mấy thằng cháu xui lấy về thì lôi, tụ mà đi à bà vu, đi lấy khám mà lấy bồ đà đi, đâu mà đi nào đi. Thì ngài nói rằng lúc chiều sư hỏi ngài Sado Indachariya tại sao ngài trưởng lão Mahabodhi sau khi ngài viên tịch ấy, tại sao mà cái hình cái thân thể của ngài ấy, cái thân thể của ngài lại sao mà không bị hư thối giống như là những chúng sanh khác, thì ngài nói rằng ngài Mahabodhi là tất nhiên thân thể của ngài được giữ nguyên như vậy, không bị hư, không bị bại, không bị hoại như vậy là do gì? Là do ngài là một người tu tập chánh niệm miên mật. Đó là kết quả của một hành giả tu tập thiết lập chánh niệm. Thì ngài nói rằng ngài Mahabodhi là một người luôn luôn thiết lập sống có đời sống chánh niệm miên mật miên trường như vậy. Đó là và khi ngài viên tịch rồi ấy, thì ngài thân xác của ngài không bị hư hoại. Là do gì? Là do các kết quả của đời sống chánh niệm. เสียรอยเนี่ยชอบได้คํามาโยคีเนี่ยผิดๆผิดๆတော့မြင်มาတယ်တော်တော်လည်းပဲผิดๆดิမြင်ပြီးတော့မညာဖူညာတိအောင်မတက်ချင်းဟာဘာကြောင့်มาတလဲလို့เสียတော့ရှောက်ခုပါတယ်เสียတော့ကအဲ့မှာမေဖို့တာဖြစ်ๆဖြစ်ๆမြင်တာတော့วิปัตตนามันဖြစ်ပြီးတော့တောက်ကတမာဒီအားနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်ကိုကြာကြာမရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် có những hành giả có một số hành giả có hành giả nọ tác bạch với ngài Mahabodhi rằng bạch ngài con là một người tu tập thiền vipassana, trong lúc con tu tập thiền vipassana như vậy con quán sự sanh lên và diệt đi và con thấy ra sự sanh diệt, nhưng mà con chỉ dừng tới lúc đó thôi và con không thể nào đi tới hơn nữa. Thì ngài Mahabodhi trả lời rằng cái sự thấy của sanh diệt của con là bởi vì con chưa có đủ cái định mạnh, cái samadhi, cái định tâm mạnh. Bởi vì khi con không có đủ định tâm mạnh, vì vậy khi con thấy ra sự sanh lên và diệt đi như vậy thì con không thể nào phát triển được sự liên tục được, vì vậy mà con không thể nào tiến tới được.
Vì vậy ngài Mahavadi nói rằng con hãy thiết lập được, có được sự định tâm vững chắc, và tiếp tục từ đó con thiết lập đời sống chánh niệm, thì như vậy thì con mới dễ dàng đạt được sự thành tựu. Thì ngài nói rằng khi một người tu tập thiền Vipassana thấy được sự sanh lên và diệt đi, nhưng mà không thể nào tiến hơn nữa, thì ngài nói rằng nên kiểm tra lại cái định của mình, hãy thiết lập cái định tâm của mình vững chắc hơn, rồi tiếp tục mình quán cái sự sanh diệt của nó, thì mình sẽ dễ dàng phát triển. Tamari siya dua re kha ma le pinya nau ka ni lai pa lu thap jo ba le ba tamari ko na ka pinya siya dua yin tamari ya nau ka lai ka pao lai na tamari siya dua yin le pinya nau ka ka pao ha ma. Thì nói rằng nếu mà mình phát triển định tâm ấy, thì trong lúc mình phát triển định tâm ấy, thì mình nên đi sau nó là bằng trí tuệ, hay là khi mình phát triển trí tuệ thì đằng sau trí tuệ đó phải có định tâm mạnh, hỗ trợ lẫn nhau, tương quan lẫn nhau. Phát triển trí tuệ thì đằng sau phải có định hỗ trợ, phát triển định thì đằng sau phải có tuệ hỗ trợ. Xe đó upama le tuk be ba de che uriya chek le ya chra go atang go nok ti yo san lai ma u wa di kwe thwet de lo che u wa de nok ti ne nok ti yo atang na pe go chra go ba chi ta ba ba. Thì ngài nói rằng, và ngài Mahavadi ngài dạy rằng á, giống như là quả trứng gà đúng không? Khi mà con gà ở bên trong cái trứng đó, làm sao nó có thể phá vỡ cái trứng đó để nó mà nó ra được, nó ra bên ngoài được? Bởi vì sao? Bởi vì nó dùng một cái sức mạnh, sức mạnh của cái mỏ này, sức mạnh của hai cái cánh này và sức mạnh của hai cái chân, và ba cái sức mạnh đó hợp lại nó gồng lên một cái thì sao? Thì cái trứng nó vỡ ra, làm cho con gà nó nở. Và ngài Mahavadi ngài dạy như vậy. Vậy ngài Mahavadi đưa ra ví dụ rất là hay. Ví dụ, sư nhắc lại, ví dụ một cái trứng gà, một cái trứng gà đúng không, và sắp nở, và bên trong đó con gà con, nó làm như thế nào để nó phá vỡ cái trứng gà đó để nó nở ra? Nó phải sử dụng cái gì? Nó phải sử dụng cái mỏ của nó sử dụng hai cái cánh của nó, và sử dụng hai cái chân của nó, và ba cái năng lực đó nó gồng lên một cái thì cái trứng nó vỡ ra. Thì cũng giống như vậy, để mà chúng ta đạt được sự thành tựu thánh đạo thánh quả, thì chúng ta cũng phải giống như con gà như vậy. Vậy thì ngài nói rằng cái chân của con gà tượng trưng cho giới, hai cái cánh của con gà là tượng trưng cho định, và cái mỏ của con gà là tượng trưng cho tuệ. Vì vậy nếu mà để chúng ta phá vỡ được vô minh và tham ái, thì chúng ta phải có gì? Giới, định và tuệ. Cũng giống như là cái trứng của con gà, để mà nó phá vỡ được cái trứng con gà để ra bên ngoài là nó phải dùng gì? Cái mỏ, hai cái cánh và hai cái chân. Hay chỉ mà với giá điều đó u khủng nhà quá trật đó vậy. Vậy là gì ạ? Với giá điều đó u khủng nhà quá trật đó vậy. Và vậy khi mà mình dùng năng lực của giới và định và tuệ như vậy, thì chúng ta đồng nhất một cái, phát triển một cái thì sao? Vô minh tan vỡ, phá vỡ được vô minh. Và khi phá vỡ được vô minh thì sao? Thì chúng ta sẽ được thấy được ánh sáng của thánh đạo và thánh quả niết bàn. Vì vậy chúng ta cần phải cố gắng, nỗ lực, tinh tấn. Bây giờ ngài sẽ đưa ra thêm một ví dụ để chúng ta hiểu. Thì vào thời Đức Phật có một vị tỳ kheo tên là Ratthabala. Thì vị tỳ kheo này trước khi xuất gia thì sao? Thì vị tỳ kheo là một vị công tử, sống trong một gia đình giàu sang phú quý, và được cha mẹ cưới cho hai người vợ. Thì vị công tử này là được một vị vua rất là kính mến. Thế nên mà nhà soạn phía trên của ông bia đi ăn hôn thì chỉ mà rất là bà la ha
Thì vị tỳ kheo này một ngày nọ, vì công tử Rattabala này một ngày nọ đi đến hội chúng của Đức Phật, và trong hội chúng đó Đức Phật đang thuyết pháp, thì vị công tử này cầm hoa đến hội chúng và lắng nghe pháp bảo từ Đức Phật. Cũng vậy, sau khi nghe pháp xong ấy, thì vị đó hiểu được giáo pháp và cảm thấy nhàm chán cuộc sống thế gian, vì vậy mà vị công tử Rattabala này muốn xuất gia trở thành một vị tỳ kheo. Thì khi mà vị công tử Rattabala này muốn xuất gia thành một vị tỳ kheo ấy, thì Đức Phật có bảo rằng này Rattabala, để Như Lai chấp thuận cho ngươi xuất gia thành tỳ kheo ấy, thì phải có sự đồng ý của cha mẹ. Vì vậy mà vị công tử Rattabala này trở về gia đình và xin phép cha mẹ để được xuất gia trở thành một vị tỳ kheo. Rattabala thì mi ba nha mai tham ma ye ham pi wo yan khuen taung do le be khuen ma be ba u khuen ma be de twet jaw ain shi ya mi pyin ma taung taung hle pi do tu san na pya pi do khuen taung de ba de. Cũng vậy, sau khi về xin gia đình cha mẹ để được xuất gia thì cha mẹ từ chối và không đồng ý xuất gia, không đồng ý cho vị công tử Rattabala xuất gia. Vì mà vị tỳ kheo này, vị công tử này ấy, lại muốn xuất gia tỳ kheo bằng cách là gì? Bằng cách là không ăn không uống, nằm trước nhà như vậy để mà đòi đi xuất gia. Ai chỉ mà Rattabala từng ngày nhìn thấy cô đang ăn nhà mà với phu nhà đó bị đó vô khai mà đấy. Rồi ngay cả cha mẹ khuyên bảo rất là nhiều lần, nhưng mà Rattabala vẫn không không khuất phục, vẫn muốn đi xuất gia. Rồi cha mẹ lại bảo những người bạn thân của Rattabala tới khuyên răn công tử Rattabala. Thì khi tới thì những người bạn cũng khuyên răn Rattabala đừng nên xuất gia thành vị tỳ kheo. Nhưng mà Rattabala vẫn cương quyết xuất gia thành vị kheo. Vì vậy mà Rattabala bỏ ăn bỏ uống, không gọi như là quyết chết khi nào mà cho đi xuất gia thì mới trở lại bình thường được. Rattabala đi ai chỉ mà tu cố tu tan xin lưu gì đi vào chu bi mà miết sao phía tham mạo. Sau khi vì công tử Rattabala dùng những cái phương cách như vậy, và cuối cùng cha mẹ cũng đồng ý cho Rattabala xuất gia. Và sau khi như vậy, Rattabala tắm rửa sạch sẽ rồi bắt đầu đến gặp Đức Phật và xin Đức Phật xuất gia, và cuối cùng Đức Phật đã cho Rattabala xuất gia trở thành một vị tỳ kheo. Rattabala thì yến phi bì đệ đạo mi ba đi lên đi để vừa mà sang ngay đã đi bi đó, miết so phía này đã vô thị bi đủ ba đó vào đấy. Vào đây phía. Đi vừa mà sang ngay bên đi bi đó. Vừa bi vừa phía. Thông là cũng thích cái gì. Mi ba rồi vừa phô. Mi ba vừa. Toàn đề đấy. Mi ba vừa mà sang ngay bên đi bi đó, miết so phía này đã vô thị bi đủ cho lại vừa vào đấy. Thì vì công nhà hàng mà phía từ nó. Phía rồi. Phía rồi đó. Được, được gặp phía lại. Phụ nhà hàng hàng bi ta. Nào đó mấy số gia to phu đề. Mấy số gia phu đồ cái này, đằng ngày chính thì wife bio rồi, du bio là bio, mấy số gia chỉ mà đó sao đó, mấy số gia nhà hàng biểu bì lại. Nhà hàng bì. Nhà hàng biểu bì đấy đâu mà, ai vừa mà về sang ai ấy để bio, tao thì mấy số gia đâu có cho lại được. Lang toàn này chơi viết đó, mà. Thì sau khi cha mẹ cho phép đồng ý thì vị tỳ kheo rất tham và vị công tử Rattabala này đi xuất gia, đến gặp Đức Phật để xuất gia. Thì vậy mà khi đi như vậy thì vì công tử Rattabala này có ngự tới một cái ngôi làng 15 ngày. Cái ngôi làng chính là thôn Lako Tika. Và ngủ tại ngôi làng đó mà 15 ngày. Sau khi ngủ tại ngôi làng đó 15 ngày và tiếp tục vị tỳ kheo Rattabala này đến gặp Đức Phật. Thế rồi trong đó mà nếu người đến đây tu video nào biết sao bây giờ tham mà sao video đó thà bà là đi bây giờ thì nhà này về trong tổ nhà trong này thì cứ mà tòa bị thế tu bị nhà ở thâu bà đấy. Nhà hàng khang bị làm gì? Ông có làm gì anh bị vậy? Nhà hàng nói. Nhà đập phá vậy. Nhà hàng khang tòa bị nào biết đâu?
Và cuối cùng khi vị tỳ kheo vị công tử Ratthavara đến gặp Đức Phật và Đức Phật cho xuất gia thành một vị tỳ kheo. Thì sau khi trở thành một vị tỳ kheo như vậy thì vị tỳ kheo Ratthavara này xin Đức Phật đến một cái nơi tĩnh lắng, một cái khu rừng tĩnh lắng, tĩnh lặng để mà tu tập. Ratthavara đi với cái đức tin trong sạch của vị tỳ kheo Ratthabala này, cái đức tin của vị đó rất là mạnh. Vị đó bỏ nhà ra đi xuất gia và vì đó xin cha mẹ mà cha mẹ không đồng ý, kết quả là phải đòi sống đòi chết để mà đi xuất gia mà. Thì vị đó có đức tin rất là mạnh và sau khi xuất gia thành một vị tỳ kheo như vậy thì vị đó xin vào một khu rừng vắng để mà tu tập và vì đó phải trải qua 12 năm thì vị đó mới chứng đắc đạo quả A La Hán. Ratthabala yan tha phit pi de nau ma mya swa phaya ko pyan shao pi lo tu ye phi khin pha khin ain ko chwa ba de. Sau khi chứng đắc được một vị trở thành một vị A La Hán ấy thì vị tỳ kheo Ratthabala này đến gặp Đức Phật và xin tác bạch Đức Phật rằng con muốn trở về ngôi làng của con, trở về gia đình của con để mà tế độ. Ấy mà mình về nè, ấy ye bảo vệ chuyện à, uy nhiên thôi để mà đoá bi đó, tận nhà đã thấy đâu mà đấy. Thì vị đó, vị tỳ kheo đó đi về ngôi làng của mình nhưng không có về nhà thì ở chầu một cái nơi nào đó phù hợp để mà trú ngụ. Rồi buổi sáng thì vị tỳ kheo đó đi khất thực tại gần xung quanh cái ngôi nhà của gia đình vị Ratthabala lúc là cùng là cư sĩ. Tu pha kinh á, tu tao miền đại khăm mà mắm mì bà u, mắm mì đại khăm mà ai tao u, bên đó nhà đó đi ubi cái đó đi à khó đó bị đó, ai nhà đó u lấy bia mà bỏ u. Thì đây thì em mà bố ra cha bị số bị đó thì yêu xe bị đó đặt cho bà đấy xong là mong. Thì khi vị tỳ kheo Ratthabala này trở về gia đình đi khất thực thì đi khất thực tới ngôi nhà của vị đó luôn. Thì khi tới ngôi nhà vị đó thì cha của vị đó lại thấy tỳ kheo Ratthabala, nhưng mà sao, nhưng mà không nhận ra người con của mình, nhưng mà không nhận ra người con của mình trước mặt người cha đó chính là người con của mình, tức là Ratthabala. Cách biệt nhau 12 năm, khi trở về gia đình đi khất thực thì người cha không nhận ra. Và khi người cha không nhận ra như vậy và tưởng đó là một và thấy đó là một vị tỳ kheo, và khi thấy vị tỳ kheo như vậy thì vị người cha này mới trách móc rằng cái đứa con của tôi đã rời bỏ gia đình đi xuất gia thành tỳ kheo và nó đã đi 12 năm rồi nó chưa về nhà. Thì khi mà thấy hình ảnh của vị tỳ kheo như vậy thì người cha này trách móc mà la rầy cái vị tỳ kheo đó và không có cúng dường, không muốn dường cho vị tỳ kheo đó. Mà không ngờ vị tỳ kheo đó chính là gì? Chính là Ratthabala. Ratthabala đi xong mà ra để đưa cho nấu tại yêu sẽ bị choa bồ ya. Sau này để chỉ mà em mà chỉ để aku sĩ gan mà lấy để bị đó một ở đâu thì thuật nông bộ thuật là vậy đấy. Thì trong lúc khi mà tới ngôi nhà của gia đình của vị tỳ kheo Ratthabala thì cha vị đó không cúng dường, vì vậy mà vị đó đi đến một con ngôi nhà khác. Nhưng mà trên đường đi á thì chưa tới ngôi nhà của một thí chủ khác ấy thì ngay lúc sát nhà đó thì có một cái người gọi là người tớ gái, là người phục vụ gia đình của Ratthabala đó, thì có đem một cái nồi cơm, nồi cháo thiêu đi mi đổ ấy. Thì vị tỳ kheo Ratthabala thấy được cái nồi cháo thiêu đó. Ratthabala ga tanama tin son me su lu son pit de pisi so yin nga thavi che u the lai ba lu thavi che su khan lai ba de. Thì khi thấy người tớ gái của gia đình Ratthabala thì thấy người tớ gái đó cầm cái nồi cháo thiêu để mà đi vứt đi, thì Ratthabala đi khất thực nhưng mà cha không có cúng dường ấy, thì vì vậy trong lúc thấy người tớ gái cầm cái xô cháo mà thiêu đó đi đổ đó, thì ngài Ratthabala mới bảo rằng: này cô tớ gái, nếu mà cô định vứt cái cháo thiêu này đi ấy, thì cô hãy cúng dường cho tôi, cô hãy bố thí cho tôi, hãy đổ vào bình bát cho tôi, tôi sẽ sử dụng cháo thiêu đó. Ai chơi mà em bồ mà lý à tuệ ở đây này tuệ bồ ngũ tì lại cái khăm mà tuệ xin tất khi mà tì đồ vì bà mẹ của bia bì rồi kèm cho bà đây. Khi người tớ gái đó đồng ý, cô tớ gái đồng ý rằng thôi bây giờ mình vứt cái cháo này để cho cái nơi khác thì cũng không sao, bây giờ thôi vị tỳ kheo này xin cháo thiêu này thôi vị đó, thì cô tớ gái này quyết định là cho
cái vị tỳ kheo này. Thì khi đổ cháo vào bình bát ấy, thì vị cô tớ gái này mới thấy ra rằng cái hình dáng đó, cái bàn tay đó, cái ánh mắt đó, cái câu người đó, đó chính là Ratthabala. Cô ta gái này nhận ra rằng à, đây chính là Ratthabala, là công tử của mình. Và vì vậy mà cô ta sau khi đổ cháo thiêu vào bình bát ấy, thì cô ta trở về chạy nhanh vào nhà và thông báo cho cha mẹ, cho ông chủ bà chủ biết. Ấy chỉ mà Ratthabala phá kinh à, tu ta lu ti lại đấy chỉ mà nấu cả để bây giờ biết lại bà đấy, biết lại đấy chỉ cho đó Ratthabala đi hôm mà xuống biết lại đấy. Thì khi mà người tớ gái đó trở về nhà thông báo cho hai ông chủ bà chủ mới biết rằng à, ông chủ bà chủ, các người vị tỳ kheo đó chính là Ratthabala, chính là con trai của các người. Thì khi mà nghe được như vậy thì hai vợ chồng này mới chạy ra gặp tỳ kheo Ratthabala. Thì khi chạy ra tìm Ratthabala thì vị tỳ kheo đó đang ngồi ăn những cái món ăn những cái món cái đồ thiêu như là cháo. Ratthabala pha kinh ya ai lu mo do de sa ni da nhìn cái chỉ mà say mà con phết bị rồi. Ratthabala na cô yên cô xí ở đây này cô yên biến sa ba la lu. Sau khi lại cái chỉ mà Ratthabala ba la cả đi ni tuệ sáng cái ta bị đó ba bị lu cho vào đây. Thì sau khi vị tỳ kheo Ratthabala ngồi sử dụng cháo thiêu trước mặt như vậy, và người cha người mẹ của Ratthabala chạy tới và thấy người con của mình đang ăn cháo thiêu như vậy, thì người cha rất là phiền não. Vì vậy mà sau khi Ratthabala sử dụng cháo xong ấy, thì người cha mới bảo rằng thôi bây giờ con đừng có dùng cái cháo nữa, con hãy trở về nhà, gia đình chúng ta có rất là nhiều sơn hào hải vị, và con hãy về nhà để mà thọ dùng. Thì vị tỳ kheo Ratthabala mới bảo rằng này thưa cha, vị tỳ kheo sống đời một mình là một vị tu sĩ, chỉ thọ dùng một ngày thôi, một lần thôi, không có thọ lần thứ hai. Thì vị bảo rằng chỉ thọ dùng một lần thôi trong ngày thôi. Ai chỉ mà ra theo bà lại phát kinh à, mình đã phản giá lúc gì, yêu cho bây giờ xong bông bê bà xong bây giờ ra theo bà lại sao khai bà đấy. Rồi người cha Ratthabala đó mới bảo rằng này tỳ kheo Ratthabala, vậy ngày mai chúng tôi cha sẽ thỉnh mời con đến nhà để mà thọ trai. Thì người cha đó xin bữa trai tăng vị tỳ kheo Ratthabala. Ratthabala phát kinh à, em biến đó đấy cả mà son đi vũ con gom mồm xin xin tha bà đấy. Bây giờ em mà xí đấy chấp đàn bà mía đi vũ lệ em mồm mà bông tha bà đấy. Tuy nhiên nhiều thứ mình nhau vũ lệ sẽ là bà xin xin tha bà đấy. Nãy giờ tham gia đi vũ lệ em bảo bà mà sao khai tha bà đấy. Bà lê vậy. Nấu xong bà bà. Nào thú vào nè bán thơm á đi nè xoay chú mà mô. Xoay chú. Lú, đừng có xoay chú bố nhạc vậy. Giáp giá thì bao bao mạch. Mà. Cũng vậy, sau khi người cha đó tắc bạch muốn cúng dường trai tăng đến cho vị tỳ kheo Ratthabala và tắc bạch rằng ngày mai thỉnh Ratthabala đến nhà của mình để mà dâng trai tăng cúng dường cho Ratthabala. Thì vị tỳ kheo Ratthabala này đồng ý. Thì sau khi vị tỳ kheo Ratthabala đồng ý thì người cha người mẹ này mới trở về nhà bắt đầu chuẩn bị trang trí để mà nghinh đón tỳ kheo Ratthabala. Thì người cha người mẹ này nghinh đón bằng cái kiểu gì? Là người cha người mẹ này là dùng cách để mà lôi kéo Ratthabala trở về lại đời sống thế tục. Cái mục đích là như vậy, là không muốn trở xuất gia nữa, và khi có cơ hội về nhà là muốn là cho tỳ kheo Ratthabala là trở về đời sống cư sĩ. Thì người cha người mẹ này bằng cách là gì? Chuẩn bị hai cái núi vàng, vì nhà rất là giàu mà, vàng bạc châu báu, chuẩn bị hai cái núi, hai núi cao lắm, cao hơn người như vậy, hai cái núi vàng như vậy. Rồi tiếp tục rồi trang trí, rồi có hai cô vợ cũ thì bảo hai cô vợ cũ trang điểm thật sự lộng lẫy xinh đẹp để mà nghinh đón, để mà dụ dỗ vị tỳ kheo Ratthabala hoàng tục với mục đích như vậy. Ratthabala pha kinh ya Ratthabala u sao ba le thì bông thả để bí sĩ đi à, thả sinh phía bánh để bí sĩ đi về phía đề. Phá chăm sinh sinh yê yê, chả hẳn bó hoa đi nì à ra lê. Thế rồi đi bí sĩ đi, sinh phía bánh là phía lô, lưu thuê bí rô, em biến là cái bà lô, trong số vào lê. Thì sau khi vì ngày và ngày sáng ngày mai, vì Ratthabala đến nhà của người cha người mẹ của mình để thọ thực. Thì khi đến thọ thực như vậy thì thấy vị tỳ kheo Ratthabala thấy hai cái chồng tiền vàng bạc châu báu chất đầy ở nhà như vậy. Thì khi thấy như vậy, bắt đầu người cha bảo rằng này, con trai Ratthabala,
Tất cả những cái gia sản này chính là tài sản của con. Những cái chồng núi vàng bạc châu báu này là chính là của con. Tại sao con không chịu sống đời xuất gia để mà thụ hưởng những cái tài sản này? Mà tại sao con xuất gia thành một vị tỳ kheo sống đời sống kham khổ như vậy? Thì người cha mới hỏi vị tỳ kheo Ratthabala như vậy. Ratthabala phua rồi ti a tu ti a mya ya ni le yan da phit ni le twet jaw di pisi yo ma me ro mo ro ba bu kha me ro yi da sai ma so bu so yin di pisi di ko hle bo tin pi lo khin ga mi the twa ton lai ba lo pyo ba le le ma tu ma tu le hle bo tin lai be ma bing le ma ti chap di paramya re hle bo tin pi khin ga mi the twa ton lai ba lo khin ga mi ba tu ma no. Thì sau khi người cha đó mới dụ mới nói rằng tỳ kheo Ratthabala hãy hoàn tục để mà thừa hưởng những cái tài sản này, thì sau khi hỏi lý do tại sao mà sống đời kham khổ như vậy mà không chịu thừa hưởng những cái tài sản của gia đình như vậy, thì vị tỳ kheo Ratthabala mới trả lời rằng thưa cha, bởi vì sao? Bởi vì vị tỳ kheo Ratthabala là một vị a la hán, là một vị thánh nhân chứng đắc thánh đạo thánh quả, không còn phiền não, không còn ham hố gì nữa, đã chấm dứt vô minh và tham ái rồi. Thì sau khi nghe như vậy thì vị tỳ kheo Ratthabala mới trả lời rằng thưa cha, rằng những cái tài sản này thật sự vô nghĩa, nó không có lợi ích gì cả. Cha hãy bỏ tất cả những cái châu báu vàng bạc này, hãy bỏ vào trên chiếc xe bò và chở đi ra một con sông để mà đổ đi. Thì người con trả lời như vậy, thì vị tỳ kheo Ratthabala nói như vậy. Sau khi người cha dùng cách là sử dụng châu báu tiền bạc để mà dụ dỗ tỳ kheo Ratthabala để mà hoàn tục, nhưng mà Ratthabala nói rằng hãy đổ vàng bạc đi ra sông đi, thì vị người cha đó cảm thấy thất vọng là không còn có cách sử dụng tiền bạc để mà dụ dỗ tỳ kheo Ratthabala thì không thành công. Vì vậy mà gọi hai người vợ cũ trang điểm xinh đẹp, dùng nhan sắc của nữ nhân để mà lôi kéo tỳ kheo Ratthabala hoàn tục. Ni hao ni yau ka le be Ratthabala na yau de ka ja do Ratthabala xin Ratthabala na tami ri ko myan nu lu taya to myan tami ri ko myan nu lu yahan wit ni da nè tâm địa cho là la la lu bị cũng thất bại đấy. Bây giờ lấy bây giờ lấy bia. Đi nhà hàng vứt đá, nè tâm địa là bộ nhà vứt đá bỏ nó, trụ miền bỏ. Mà nhà hàng miền, nhà hàng đại miền to đấy nó. Nè tâm địa là bộ nhà ăn thâu đá, cứ nè tâm địa cho là la la lu bị bại đấy. Ai cho mà ở đây bà là nhà hàng đại cả, nè tâm địa là bộ ăn thâu đá mồ bù. Nè tâm địa đôi lứa lứa, nhà vua bị đó đau bị nề ra, cô nè tâm địa cho ta la la lứa, mì ra khá chả rồi, đó là bà la gan nhà má, ngã đôi, nè tâm địa nhà lứa lứa đó ăn thua đam mồ hôi, tan ra lứa nhau chín lứa ngã đây đó ăn thua đam lứa nhập chìm. Thì hai cô vợ cũ trang điểm xinh đẹp như vậy và ra gặp vị tỳ kheo Ratthabala, thì hai cô vợ mới nói rằng này công tử Ratthabala, chàng xuất gia như vậy là để trở thành một vị tỳ kheo là để gặp tiên nữ trên cõi trời, có phải vậy không? Thì vị tỳ kheo Ratthabala mới trả lời rằng này hai cô thiếu nữ, hai cô cư sĩ, tôi xuất gia thành một vị tỳ kheo như vậy không phải là để mong cầu có được tiên nữ, mà xuất gia để chứng đắc thánh đạo thánh quả, để trở thành một vị không còn phiền não, không còn khổ đau nữa, đó là cái mục đích xuất gia của tôi. Thì vị tỳ kheo Ratthabala trả lời như vậy. Thôi đâu mà Ratthabala đi tôi mi ba đi cắt để xong đồ phong bê ba đấy, phong bê bây giờ đâu mà rất là bá la, sao nu mồi nà dia ho ba đấy, sao nu mồi nà dia ho đấy thì mà đi khăn à gùi à, khi mồi gì à ấy về, phi bê nè nó bỏ đi à ấy về, ba má anh ta làm mấy sì bu, à gùi lẹ về ní mà để nó, thao phan lu mấy à bà vú lu, họ làm mu ba đấy. Thì sau khi người cha người mẹ của Ratthabala dùng mọi cách tiền bạc rồi dùng vợ cũ để mà lôi kéo vị tỳ kheo Ratthabala nhưng mà vẫn không thành công,
Vì vậy mà sau khi không dùng không thành công như vậy thì bắt đầu người cha người mẹ này mới dâng thức ăn, dâng tây tăng đến cho vị tỳ kheo Ratthabala, và vị tỳ kheo Ratthabala thọ trai tại ngôi nhà của mình như vậy. Thì sau khi thọ trai như vậy thì vị tỳ kheo Ratthabala thuyết pháp đến cho gia đình thân quyến của mình. Và vị tỳ kheo Ratthabala thuyết pháp đến những cái đề tài gì? Thuyết pháp đến sự sanh lên và diệt đi của danh pháp và sắc pháp. Cái thân tâm này đáng nhờm gớm, nó không phải là cái gì đó là dục lạc hưởng thụ cả, mà nó chỉ là cái trạng thái sanh diệt, nó luôn luôn là nằm trong sự sanh lên và diệt đi. Chúng ta thì ngày giảng thì ngài Ratthabala nói đến cái sự sanh lên, cái sự vô thường biến đổi của thân tâm, của danh sắc và sắc pháp, sự sanh lên và diệt đi của danh pháp và sắc pháp. Ratthabala li san du morana de ha ja bi de tao ma kaung kin khi ne pyan chwa da ba de aung ga shi ain shi ma saung ni de tin ngan swe chu me pogu ri le be mo bi chi bi do da tan wi ga ya bi chao lon chao yon bi chan ga ya ba de. Thì sau khi vị tỳ kheo Ratthabala đó, sau khi vị tỳ kheo Ratthabala thuyết pháp xong thì vị tỳ kheo đó sử dụng thần thông bay về, bay đi, bay đi. Korobya Minh, Ratthabala đi, Korobya Minh nhé, uy nhiên mà đoàn bị khít đã đến đâu nữa mà đấy. Ai đó đến đâu nữa đấy, chỉ mà Korobya Minh nhé, giao lại cái bà đấy. Kotala, Kotala vậy, Kotala Minh. Koratapya. Koratapya. Korobya. Korobya. Korabya. Minh lục vào đó. Thì sau khi vị tỳ kheo Ratthabala sử dụng thần thông như vậy, và bay đến một cái khu vườn của một vị vua, vườn thường uyển một vị vua để mà nghỉ ngơi. Korabya Minh ya ne biro Ratthabala wo shap ba de. Shin Ratthabala ajun lo ja bu ra ro o lu le yahan wit de. Na lu le yahan wit de. Si vá đi biết lưu lại bây giờ với bà đấy, suy đi nhớ đi biết lưu lại bây giờ với đệ lưu cha với bà đấy. Cú đó rất là bà la cả, ở lên ở đây bà vú, nào lên mà nào đây bà vú, si vá lên mà biết bà vú, suy nhớ đi lên mà biết si bà bên này ba trăm nha, giờ với đệ nào lên lưu. Thì sau khi vị tỳ kheo rất là bà la đến cái vườn thượng uyển của một vị vua để mà ngồi nghỉ ngơi. Thì trong lúc nghỉ ngơi như vậy thì vị vua đó đến chiêm bái đảnh lễ vị tỳ kheo Ratthabala mà hỏi rằng này tỳ kheo Ratthabala, thường thường người ta đi xuất gia bởi vì người ta tuổi già, bởi vì người ta bị bệnh, bởi vì người ta bị mất mát tài sản, bởi vì người ta bị sự nghiệp thất thoát, vì vậy mà người ta chán nản người ta đi xuất gia. Thì và vị vua đó bảo rằng này tỳ kheo Ratthabala, bản thân tỳ kheo là một công tử giàu sang, không phải là một người, và người vẫn còn trẻ, còn khỏe, còn mạnh, không thuộc hạng người già hay là người bệnh gì cả, luôn luôn là tốt đẹp như vậy, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp, vẫn còn trẻ, còn khỏe, sự nghiệp đều viên mãn cả. Mà cái lý do tại sao tỳ kheo Ratthabala lại từ bỏ đời sống thế tục mà đi xuất gia, thì vị vua đó mới hỏi như vậy. Ratthabala mình yêu biết bà đấy, thì miết cho bia hoa cha là mua để tia liên yêu của đi luôn, yêu của khe bà đấy. Thì vị tỳ kheo Ratthabala trả lời rằng thưa đức vua, đức Phật đã thuyết đến pháp đến bốn điều, vì bốn điều đó mà tôi biết được mà tôi xin xuất gia thành vị tỳ kheo. Bất đi tất đà hòa đi tề minh bệ độ bi đô ni ya ba đi đệ mía ra lưu mà không xí vào nam biết không vậy chứ nào bất đi tề đâu vậy nó bất đi ora nara tira đi phi la lu xin blu ma ke tin ne ne pogu ma si u de loga ma aso ya de lu le ma si ba u de number 3 te twa yin le be sha phwe tha de pisi ri yo mimmi khanda ku ri yo akon son hlut pi lo naw bwa ku set twa ba me de ona te phi no haut de naw bi lo number 4 pya number 4 ya yin lo loga ma si ni de ma mye ni de tya tya ri man tamya tattawa ri man tamya ha de tân hai yết chi chuẩn đi phi đi ya ba đê tà ka ma lê bi đê đô mì si ba bu đê mì đê sáng đi ya ba đê. Thì vì hiểu ra bốn điều như vậy từ lời dạy của Đức Phật mà vị tỳ kheo Ratthabala xuất gia thành một vị tỳ kheo, thì bốn điều đó chính là gì? Thứ nhất là tất cả chúng sanh sinh ra cuộc đời này, thì khi có mặt cuộc đời này thì vì sao? Thì phải chịu cảnh già, và cảnh già đó chúng ta không thể nào mà thay đổi được, chúng ta phải già, đó là sự thật đầu tiên. Thứ hai là gì? Sự thật thứ hai là khi mà chúng ta có cái sinh mạng này, có cái cuộc đời này rồi, thì chúng ta phải chịu cảnh bệnh hoạn, bệnh tật, và mình không thể nào tránh khỏi cái sự bệnh tật đó, chắc chắn một ngày nào đó mình sẽ bệnh. Và thứ ba là gì?
một ngày nào đó mình phải chết. Mình sinh ra cuộc đời này rồi sao thì mình phải chết, và không ai thể cứu được mình, không ai có thể nào bảo kê cho mình, không ai có thể nào là bảo trợ cho mình rằng mình sẽ không chết. Chắc chắn mình phải chết, một ngày nào đó mình phải chết. Và thứ tư là gì? Tất cả chúng sanh sinh ra cuộc đời này, có mặt cuộc đời này là luôn luôn gì? Luôn luôn làm nô lệ cho tham ái, luôn luôn làm nô lệ cho cái lòng ham muốn, ham thích, đam mê, luôn luôn bị nô lệ cho dục, cho tham ái. Đó là bốn điều. Vì lý do đó mà vị tỳ kheo Rất Tham Ba La xuất gia trên vị tỳ kheo. Hay chỉ mà mình như vậy thì đi ăn liếm nhau, nạp vào đó lúc khổ ta bà đấy. Thà giáo đại gia tham bao đồ đó con đi như vậy, mì mì đồ ôn nạp đi đồ miếng phu đi để cho cha miếng là làm sĩ bà vú. Đã được cả mì mì đồ ôn nạp đi nên đuổi lại để khám mà mì mì đồ kê mẹ đồ làm sĩ bà vú. Sĩ này là sĩ gì? Ông sa đi lại công sống tòa nhà mà mẹ. Và ngài nói rằng trong cái cuộc sinh và từ cái câu chuyện này chúng ta phải nên nhớ rằng, và ngài khuyên chúng ta rằng tất cả chúng ta ai rồi cũng phải gì sinh ra cuộc đời này phải gì, phải chịu cái cảnh già bệnh chết, đó là điều chắc chắn. Thì một ngày nào đó chúng ta phải bắt gặp cái cảnh già bệnh chết đó, và khi mà chúng ta bắt gặp được cái cảnh già bệnh chết đó thì sao, ai thể cứu được chúng ta? Ai có thể cứu chúng ta ra khỏi sự già? Ai có thể cứu chúng ta ra khỏi cái bệnh? Ai có thể cứu chúng ta khỏi cái chết? Đó là không ai thể cứu được. Chúng ta phải đối diện với nó. Vì vậy mà thì ngài nói rằng ngay cả những cái tài sản châu báu chúng ta có thì nó cũng không có giải quyết được. Chúng ta phải từ bỏ tất cả. Chúng ta phải mất mát tất cả mà ra đi mà thôi. Chúng ta phải hiểu điều như vậy. Thì vô thủ giá tất nhà mẹ đang lưu đi để đưa cháu mì mì đùa lên bí sĩ ưu sạc mạng mẹ đang lưu đi vào đấy. Thập hòa bí, thập hòa, thập hòa bí, thập hòa lên bí. Thì tất nhà gà bí bố sáng đi chinh phít để đưa cháu. Nà gà tất nhà ra mà công kê yế, nà gà mà bố hòa đi lên. Thì tất nhà mẹ ảo nhà nè ủng hòa. Và ngài nói rằng chúng ta luôn luôn bị nô lệ cho tham ái. Chính vì tham ái, chính vì còn tham ái mà chúng ta gì? Còn đời này đời sau, còn luân hồi, còn trôi lăn, còn kiếp sống này, còn kiếp sống sau. Còn cái tham ái này nó không thể nào có đáy được. Cái lòng ham muốn nó vô đáy, nó muốn cái này, nó muốn cái kia, nó muốn liên tục như vậy. Chính vì cái muốn đó, cái ham thích đam mê đó, chính vì cái sự ham thích đam mê đó mà chúng ta cứ tiếp tục trôi lăn, không có điểm dừng. Ấy dù tình nào đi phí nì đến đưa dạo tình nào ha, ta mù rìa tế xà bá, thu tù mù rìa tế xà dạo, xa là đệ thì ngài nói rằng tham ái đó chính là gì? Tham ái đó chính là Muriya Satya, chính là tập đế, là nguyên nhân của khổ đau. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có cái sự hiện diện của nguyên nhân khổ đau, có cái sự hiện diện của tham ái đó, thì chúng ta sao? Chúng ta lại tiếp tục già bệnh chết và khổ đau, cứ như vậy quẩn quanh trong đau khổ. Dạ là đấy, đâu có thể sao lẽ mimi đâu cả thì em mà xem mà lo xí ấy đâu cả thế sao cô mà đi để đưa cháu làm bố anh thằng lo gì nào đấy, ta muốn đi thế sao thì em sẽ bảo đấy. Bởi vì khi mà chúng ta tu tập thiền vipassana hay là chúng ta tu tập á là để chúng ta thấy ra được khổ đế, thấy ra được bản chất khổ đế. Nếu mà chúng ta không thấy ra được sự thật về khổ đế thì chúng ta sẽ sao? Lại tiếp tục tham ham thích đam mê. Bởi vì tại sao chúng ta ham thích đam mê? Bởi vì chúng ta không thấy ra sự thật khổ đế. Để chúng ta thoát ra được cái tham ái đó thì chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta cần phải thấy ra được bản chất khổ đế, khổ đau. Thà cho tân tư là xếp dễ khởi gì mà mì mì rù gà tân là xô rè tâm bù rìa tết xà phiên lại đâu gà tết xà giá lại đâu gà tết xà gù đâu gà tết xà mà mất đi lại tâm bù rìa biến phiên lại tâm bù rìa biến phiên lại đâu gà tết xà biến phiên lại nhé thì tết xà nè khu đẹp về tân ra mà chênh lên nhé bà đế. Vậy chúng ta cái vòng trôi lăn sinh tử, cái vòng tử sinh luân hồi đó chính là gì? Đó chính là cái sự vận hành của tập đế và khổ đế. Sư nói như vậy các vị có hiểu hay không? Tại sao nó gọi là cái vòng trôi lăn của khổ đế và tập đế? Tại sao như vậy? Bởi vì chúng ta còn tham ái nên chúng ta sao? Còn khổ đau. Rồi khi mà chúng ta bị khổ đau như vậy, chúng ta lại không biết rằng chúng ta đang khổ. Rồi tiếp tục chúng ta lại tham ái tiếp, ham thích đam mê, rồi ham thích đam mê lại tiếp tục đau khổ. Cứ như vậy, cái vòng trôi lăn sinh tử của chúng ta cũng chỉ là cái sự vận hành của khổ đế và tập đế.
tan thay mà miết chi nữa đó là đâu có đi xa nữa, tâm uria đi xa ba, mà phi khe đó là đó tâm uria đi xa nữa, niu ra đi xa, mà phi khe bu già ba bu. À vậy chúng ta đang có được cái gì? Chúng ta đang có được hai đế rồi, chúng ta đang có được tập đế và khổ đế. À, chúng ta đang bị khổ đế và tập đế trôi lăn sinh tử. Chúng ta đang bị và tập đế và khổ đế dẫn dắt, nhưng mà chúng ta vẫn còn thiếu hai đế nữa, chính là gì? Chính là đạo đế và diệt đế. Chúng ta chưa có được đạo đế và diệt đế. Mimiru ha dan de ya pyet chin de dwe chang ya ni ya chi tha de phit pyet le de dukkha tissa ji ko mekka tissa so de vipassana mekke ni de shu bwa le chin phit ba de ai so shu bwa lai lo dukkha tissa ko aman tai myin twa me so yin tamuriya de ba de tamuriya de lo tana de de so yin nibban wo sai ba de. Cứ vậy, vậy để chúng ta đạt được cái đạo đế và cái diệt đế thì chúng ta cần phải làm gì? Thì nói rằng chính cái đời sống thiền Vipassana, khi mà chúng ta thiết lập đời sống chánh niệm, sống đời sống chánh niệm, thiết lập đời sống chánh niệm Vipassana như vậy là chúng ta đang thiết lập đạo đế. Khi đạo đế, khi mà chúng ta thiết lập đạo đế thì sao? Thì chúng ta sẽ thấy ra đúng bản chất của khổ đế, thấy ra được cái sự sanh lên và diệt đi của danh pháp và sắc pháp, thì đó chính là gì? Chính là thấy ra khổ đế thật sự. Khi mà chúng ta thấy ra khổ đế thật sự thì sao? Khi mà chúng ta đã thấy ra bản chất khổ đau rồi ấy, bằng cái trí tuệ ấy, thì không còn cái cớ để chúng ta ham thích đam mê nữa. Bởi vì tại sao chúng ta còn ham thích đam mê? Bởi vì chúng ta không thấy ra được khổ đế, chúng ta không thấy ra bản chất của khổ đau, nên chúng ta mê cái này, đam ham cái này, ham muốn cái này, ham muốn cái kia. Nhưng mà khi mình dùng cái đời sống chánh niệm, mình thấy ra được bản chất của khổ đế rồi ấy, thì mình sẽ dừng lại với tập đế. Khi tập đế dừng lại thì có nghĩa là gì? Là diệt đế được thành tựu. Chúng ta đạt được diệt đế có nghĩa là đạt được niết bàn, thành tựu được thánh đạo thánh quả niết bàn. À dạ. Mà đia u mà đi để với giả giang tân áp phi ni chín phi ba le tân áp phi đó là về mà đi chín biến bị với giả phi ba le sửu đắc khu á. Bởi vì chúng ta không thấy ra sự thật, chính là gì? Do vô minh. Chính vì do vô minh mà chúng ta lại ham muốn, đam mê, chìm đắm trong tham ái. Rồi tham ái rồi sao? Tại sao chúng ta tham ái? Bởi vì chúng ta vô minh. Tại sao chúng ta lại vô minh? Bởi vì chúng ta tham ái. Cứ như vậy, chúng ta cứ quẩn quanh trong vô minh và tham ái, trôi lăn trong cái sự vô minh và tham ái. Phía xì gồ rùm nhạc gà, bố rùm nhạc mà phía phía đề chì mà anh ấy giải đàn đàn là sự để khả năng của giúp bị rồi đấy, giúp bị đấy nào mà phía sinh của mình cả, nó bảo vệ được sự sinh bề cái đấy, tận nhà hậu chế độ bù bị rồi, đi nên ở tận nhà công đấy được cho, mình nào ngã khả năng của đi, mình làm lâu thì nó bảo vệ được phía sinh của mình, u đang chịu được cái bài đấy. À thì lúc mà Đức Phật chứng đắc đạo quả ở cõi, ở dưới cây, ở dưới cội bồ đề, thì Đức Phật mới liên tưởng rằng cái thân người uổng là gì? Là được xây dựng lên bằng cột, một cái nhà á, được xây dựng là có cột, có kèo, có trụ, tất cả mọi thứ, cái chi tiết đó mà xây lên một cái ngôi nhà, thì ngôi nhà đó là chính là ngôi nhà của tham ái. Và vì vậy Đức Phật là người là gì? Là người đã vứt bỏ đi cột kèo rồi, đã không còn cái sự hiện diện nữa, không còn người xây nhà nữa, có nghĩa là gì? Là không còn tham ái nữa, tham ái đã không còn nữa, là chấm dứt được tham ái. Thái giáo thưa các bạn, bao nhiêu con nhà này bé, mỗi mỗi đôi khi na phi phi khai gu, chiếu sáng gì mà để suy, vui bận ra mấy cái điều này gu, chỉ cần bao nhiêu ăn thâu bì rồi ta gà na, tân na đề bi, nay bằng gu yao này để, tu ra con nhà phi cha ba gì, su đông bận na bì ba này. Và cuối cùng ngài nói rằng để chúng ta dừng lại cái sự trôi lăn sinh tử, dừng lại cái đời sống sanh diệt. Cái sự trôi lăn của chúng ta chính là gì? Chính là sống trong cái sự sanh lên và diệt đi. Chúng ta đang trôi lăn trong cái sự sanh diệt. Như cái lúc nãy ngài nói rằng cái đề tài gì là gì? Cái đề tài gì là sự trôi lăn của sự sanh lên và diệt đi, đúng không? Chúng ta đang sống trong cái sự sanh diệt. Vậy ngài nói rằng để chúng ta dừng lại cái sự trôi lăn sanh diệt này thì chúng ta cần phải sống cái đời sống chánh niệm, tinh tấn trong cái sự tu tập chánh niệm để thấy ra được bản chất của sanh diệt. Khi mà chúng ta thấy ra bản chất sinh diệt bằng trí tuệ thì chúng ta sẽ đạt được thánh đạo thánh quả và niết bàn. Và ngài mong cho tất cả quý vị sẽ đạt được cái sự thành tựu trong pháp như vậy. Và ngài phi biệt khi gì thế rồi thì tây tạng ni công đi mà sống tạm bà thế phi biệt à luôn sống này nè bốn người phi gia bà gì. Và cuối cùng ngài kết thúc bài pháp ngày hôm nay với cái chủ đề là gì? Là cái sự trôi lăn có mặt của sự sinh diệt. Bây giờ chúng ta còn khoảng 10 phút nữa thì chúng ta ngồi thiền.